Rồi đội Phương Thanh chọn ai nào? Em bị loãng xương nha chị. Trời ơi, chị Vân ơi, không mấy hai đứa mình về chung đội đi chứ. Hai ông này thôi, hai mình về chung đội anh đi. Ơi, bây giờ mới thấy rằng là tuổi tin nó yếu quá, chưa diện đứa dạ, bị khớp đứa loãng xương. Em tiền mãn tin rồi. Dạ, em khớp tuổi tin rồi. À, bây giờ quyết định đi. Khó quá. À. Thôi thì bây giờ để cho cân bằng và đồng đều thì một bên là thoát vị đĩa đệm với một bên loãng xương đấu thể lực với nhau đi. Rồi. Cái tật chối. Thi lực hả? Đó là thi là thi lực lực ha. Rồi. Người dân là thi trí đúng rồi. Thôi vậy đi cho nó quề đi ha. Thôi bây giờ thì ai thi trước? Xỉn tù xăm. Mời hai đội trưởng tù xì. Hai xỉn tù xì. Bây giờ thì sao? Người nào thua đi trước? Thua thi trước. Hai. Ba. Mình thi trước. Ủa là mình thua. Bên em được thi trước đó. À dạ, được thi trước, được thi trước. Mặt rất hào hứng. Hài hước lắm. Cho dù có loãng xương gì đi nữa thì cố gắng qua con trăng này nha. Dạ. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên. Đi đi. Cái đi. Quốc kỳ nước Đức có màu gì? Đỏ đen, đỏ đen vàng. À, đúng rồi. Ai là tác giả của kịch Hamlet? Shakespeare. Đúng rồi. Địa đạo Củ Chi được xây dựng vào thời gian nào? Địa đạo Củ Chi. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp à? Đúng rồi. Ti gọi mẹ của Na là bác. Vậy Ti và Na là gì của nhau? Ti gọi mẹ của Na là bác. Hai câu nữa. Là gì của nhau? Ti gọi mẹ của Na là bác. Vậy Ti và Na là gì của nhau? Chị em. Chị em họ. Đáng hai câu. Hay của cha được quy định rồi. Trời ơi. Chứ là nó chẹo cái gì của em luôn rồi đó. Nói chung là yên tâm, các bạn yên tâm, Gin đã hết loãng xương và chuyển qua khớp luôn rồi. Như vậy là Tam Triều Dân đã trả lời được 4 câu hỏi. Đội của Phương Thanh có số tiền là 2 triệu đồng. Bây giờ tới lượt của Will. Will ơi, em bị khớp hả Will? Dạ, với độ tuổi gần U30 như em thì khớp đó nhiều lắm anh. Không sao đâu, chớ này sao em bị loãng xương. Nhưng Will, em đu thôi đừng có quýu nha. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Lên. Quốc kỳ nước Pháp có màu gì? Xanh dương, đỏ, trắng. Đúng rồi, miếu bà Chúa Xứ Núi Sam nằm ở thành phố nào? Châu Đốc. Chính xác, kênh đào nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là kênh đào nào? Panama. Chính xác, Na gọi ba của Ti là Dượng Ba. Mẹ của Na là chị gái thứ hai trong nhà. Vậy mẹ Ti là người con thứ mấy trong nhà? Qua. Qua. Ngày của mẹ được quy định là ngày nào trong năm? Không được chọc. Qua. Nhà sản xuất âm nhạc Sullivan tên thật là gì? Nguyễn Hoàng. Chính xác, Hoa hậu thế giới năm 2017 là người nước nào? Quá tuyệt vời. Qua đi. Qua. Thức ăn chủ yếu của gấu Bắc Cực là gì? Hải cẩu. Chính xác, nhân vật Miu Lê trong bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua có tên thật là gì? Việt An. Chính xác, cũng trong bộ phim này tên ở nhà của Việt An là gì? Lên nữa kìa. Qua. Trời ơi. SEA Games năm 2019 sẽ được tổ chức ở quốc gia nào? SEA Games năm 2019 sẽ được tổ chức ở quốc gia nào? Hết giờ. Trời ơi. Giỏi quá. Em tuyệt vời. Mừng Trang Huy, bạn đã trả lời hơn đội bên kia. Bạn có 6 câu hỏi đúng, đội các bạn có 3 triệu đồng. Tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chơi Trí Lực Sánh Đôi. Quý Linh chào đón quý vị quay trở lại với vòng trang bị của Trí Lực Sánh Đôi. Ở vòng chơi này thì vẫn là trí và lực ha. Nhưng mà trước khi chơi đội lực thì người thi trí phải thi trước để dành thời gian cho người thi lực. Cứ mỗi câu trả lời của người thi trí được đúng thì chúng ta sẽ nhận được 10 giây giành quyền ưu tiên bằng cách là nhấn chuông nhấn nhẹ thôi. Và ai nhấn chuông trước trả lời trước đội thua. Chúng ta phải đổi vị trí. Hồi nãy là Tam Trường Dân là thi trí đúng không? Dạ. Giờ chút xíu bằng phải thi lực rồi. Không biết lực là cái gì tôi chưa biết. Muốn lực là cái gì thì chúng ta sẽ xem hình ảnh sau đây. Thử thách trong phần này có tên gọi ném vòng. Dựa vào thời gian người trí tuệ kiếm được trước đó, người thể lực đứng trong vùng quy định và ném vòng vào các mái chèo, sao cho mái chèo được hướng lên trên hoàn toàn. Với mỗi mái chèo thành công, người thể lực sẽ đem về 500.000 đồng tiền thưởng. Thử thách đơn giản quá phải không nào? Chúc đội chơi may mắn. Khi mà tôi đọc câu hỏi, nếu như mà
đối phương trả lời không được, các bạn có quyền nhấn chuông để bổ sung. Nếu trúng, chúng ta sẽ được công nhận. Còn không nhấn chuông là không được công nhận nha. Chuẩn bị, câu hỏi bắt đầu. 50 cộng 1 nhân 2 bằng mấy? Bằng đi, 52. Chính xác. Ý, thấy chưa, ăn với nhanh chưa? Phim hoạt hình Pokemon có xuất xứ từ quốc gia nào? Nhật Bản. Chính xác. Bấm đi em. Nam diễn viên chính trong series Nhiệm vụ bất khả thi là ai? Tom Cruise. Hay quá. Độc nào mà người bị trúng độc đó rất vui. Độc gì ba? Độc đai. Đúng rồi. Độc đắc. Cố lên nè Phi. Này cái này quen nè, này cũng quen nè. Bức tượng nửa cá nửa sư tử biểu tượng du lịch nổi tiếng ở Singapore có tên là gì? Có tên là gì? Bấm bấm đi. Melin. Tượng gì? Cái tượng sư tử đó. Melin. 2-1, không có thật câu trả lời. Em quên rồi. Tượng Melion. Trời. Tiếp tục. Đơn vị đo công suất điện là gì? What? Chính xác. Đổi người. 10 giây anh không kiếm tiếp tiền tục. Rồi đó Vi ơi. Đáng lên nè, Vi đáng lên nào. Dạ rồi. Cái này quen nè. Phô mai được làm từ đâu? Sữa. Sữa. Cố lên, cố lên. Tòa nhà Viteco tại thành phố Hồ Chí Minh được lấy cảm hứng từ đâu? Bức sen. Chính xác. À, bức sen. Venezuela là xứ sở của hoa gì? Hoa hậu. Đúng trời rồi. Trời ơi, nó bộ đẹp lắm anh ơi. Ở nơi đó. Diễn viên đóng vai quản lý của Sơn Tùng trong bộ phim Chàng trai năm ấy là ai? Hứa Vi Văn. Chính xác. Ủa biết sao vậy? Trâu Mura hay còn gọi là trâu Delhi được người Ấn Độ nuôi để cung cấp gì? Đó. Sữa. Nhanh hay vậy? Quá. Sữa trâu. Sữa trâu đó. Đó. Loại trâu của Ấn Độ mà. 7m 8dm đổi ra bằng bao nhiêu mét? 7m 8dm đổi ra bằng bao nhiêu mét? 875.000 cm. Chính xác. Tòa Thánh Vatican được bảo vệ bởi lính gác của quốc gia nào? Tòa Thánh Vatican được bảo vệ bởi lính của quốc gia nào? Tòa Thánh nó nằm ở bên Ý nhưng mà vừa bảo vệ ở 2-1 vừa Thụy Sĩ. Có thời gian rồi. Hết thời gian. Em bấm đi, bấm đi. 3-2 Anh. Hả? Nước Anh. Nước Anh trời ơi, vậy trời đất luôn. Giờ dạ, nói em lại hả? Không có lại nữa. Ủa vậy? Hai lần trời ơi, ba mươi căn quý. Jin đã trả lời đúng. Nhưng mà đã hết thời gian. Ta trả lời Thụy Sĩ là đúng rồi. Tự nhiên đi qua tới Anh đâu mà nói vậy. Gấu trắng không bao giờ. Nè, tại sao gấu trắng đó không bao giờ ăn thịt chim cánh cụt? Tại vì một con ở Nam Cực, một con Bắc Cực. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai con xa nhau sao ăn? Hay quá, An Vy ơi. Hay quá. Máu của bạch tuộc có màu gì? Màu xanh. Chính xác. Hay quá. Cái gì vậy? Cái gì mà chua qua đó đứng luôn kìa. Sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh nằm ở quận nào? Quận Tân Bình. Em đẻ ra Sài Gòn mà.